Nguyễn Đại xin chào cả nhà, xin chào quý vị đã trở lại bản tin Covid tối ngày 5 tháng 8. Dạ vâng, theo thông tin nhận được thì tối nay giảm 41 ca so với ngày hôm qua nha quý vị. Theo báo cáo của tiểu ban thông tin tuyên truyền thì trong ngày 5 tháng 8 đã xét nghiệm PCR 2.749 mẫu cho 7.959 người và test nhanh 9.385 mẫu cho 9.385 người. Kết quả khẳng định có 115 ca dương tính, thì giảm 41 ca so với ngày hôm qua nha quý vị. Cụ thể trong 115 ca dương tính như sau: 63 ca trong cơ sở cách ly y tế tập trung, trong đó 1 ca có trường hợp nhập cảnh từ Campuchia nha quý vị. 20 ca trong khu vực phong tỏa, 32 ca trong cộng đồng. Thông qua test sàng lọc thì cụ thể như sau: ở huyện Châu Thành có 8 ca nha quý vị, 7 ca ở ấp Tây, xã Tân Bình, 1 ca ngụ ấp An Hòa, xã An Hiệp. Ở huyện Lấp Vò thì có 10 ca nha quý vị, 8 ca ở ấp Bình Lợi, xã Bình Thành, 1 ca ở ấp Bình Hiệp A, xã Bình Thạnh Trung, 1 ca ở ấp Hưng Hòa, xã Tân Khánh Trung. Huyện Cao Lãnh có 1 ca ở ấp 1, xã Mỹ Hiệp. Thành phố Sa Đéc có 13 ca, 1 ca ngụ ở khóm 3, phường 1, 2 ca ngụ ở ấp Phú Hòa, 10 ca ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông. Tổng cộng dồn toàn tỉnh Đồng Tháp từ trước đến nay có 3.709 ca. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Đồng Tháp, nguồn cổng thông tin điện tử Đồng Tháp